trà thanh nhiệt đốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Thấy điều này từ đầu, anh biết ta sẽ chẳng thể vượt qua những cám dỗ cuộc đời. Anh chỉ không ngờ là quá nhanh. Người ta nói khi yêu đừng là kẻ yêu đối phương nhiều hơn, nhưng lỡ yêu anh phải làm gì? Người ấy giờ ở bên anh, chắc có lẽ cũng yêu và nuông chiều, nên mới khiến em động lòng và bất chấp hết cả đúng sai. Vài lời tôi gửi anh và cô ấy, sống với nhau hay thật hạnh phúc. Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn. Còn một lời cuối anh dành cho em, người phản bội. Đường đời anh chúc ngày sau qua bao không mang em nhiều thương đó. Kìm chặt lòng mình, dẫu có đau anh cũng phải vượt qua. Em hãy cứ thật đẹp, đừng phải quan tâm người tổn thương. Nhưng đáng tiếc anh cũng chỉ là kẻ yêu đối phương nhiều hơn. Nhưng lỡ yêu anh phải làm gì? Người giờ ở bên em, chắc có lẽ cũng yêu và nuông chiều, nên mới khiến em động lòng và bất chấp hết cả đúng sai. Vài lời tôi gửi anh và cô ấy, sống với nhau hay thật hạnh phúc. Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn. Còn một lời cuối anh dành cho em, người phản bội. Đường đời anh chúc ngày sau qua bao không mang em nhiều thương đau. Thời gian sẽ chứng minh ta thấy một người đổi thay làm sao, sống thế nào. Lòng người như giếng sâu nhưng trước sắc đẹp, rồi bao cám dỗ ai sẽ quy chung. Tôi gửi anh và cô ấy, sống với nhau hay thật hạnh phúc. Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn. Còn một lời cuối anh dành cho em, người phản bội. Đường đời anh chúc ngày sau qua bao không mang em nhiều. Wow! Xin chúc mừng Hoàng Phương đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và bác ơi, tốt chứ hả bác?
Dạ, tốt. Xin mời phần nhận xét của Oras Hoàng Thị Linh được không ạ? Xin Đức Phúc cho ý kiến trước đi nào, vì đã loại Hoàng Phương của tôi. Nếu mà nói mà em loại Hoàng Phương thì nó cũng hơi oan đấy nhá. Thế bây giờ bảo một trong ba người chọn một thì chả phải loại. Em thấy như thế này, từ đầu bài hát đến cuối cùng bài hát, nó vẫn như một cái cảm nhận của vòng trước. Nó bị nặng quá, cả bản phối đã, bản phối vốn dĩ, bản phối của ca khúc này nó đã rất là nhiều những cái sao tiếng rất là nặng rồi. Và cộng với giọng của anh Phương là một giọng hát rất là già dặn, rất là lớn. Nên nhàn bài hát nó rất là bị cứng. Là em mới không thấy được cái cách mà anh hát nó bỏ nhỏ và cũng như rằng là rất là tinh tế của những vòng trước. Hay là đây là vì chị Tràm bác? Khi mà hát một ca khúc mới, cái điều đầu tiên mà cần phải làm được đấy là làm sao hát một cách nó chắc chắn và rõ lời để cho quý vị khán giả có thể làm quen được với cả cái ca khúc đấy đã. Rõ lời và hát tinh tế nó khác nhau. Thật ra Phúc ơi, chị nói này, thật sự Phúc cũng không có thể hiểu được cái cảm xúc của một người đàn ông trong hoàn cảnh này nó sẽ như thế nào. Vòng này, chị muốn Phương xuất hiện với hình ảnh như thế, một người đàn ông từng trải một cái gì đó xước xác. Nhưng mà đấy, em vẫn giữ cái quan điểm của mình là nó vẫn bị căng. Cho chị nói một chút nhá. Qua hai vòng vừa rồi khi mà chị training cho Phương thì chị mới thấy là Phương là người vô cùng cầu tiến. Hát R&B, rồi đọc rap, Phương cũng đều làm láng hết. Vì hôm nay em ấy đã làm rất tốt và chứng kiến cả một quá trình của em ấy thì chị thấy rằng là em xứng đáng tiếp tục ở trên sân khấu The Debut. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thành có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Và xin mời phần nhận xét của họ nhà nghề. Xét về cái độ nó đọng lại trong em á, sau khi nghe anh Phương hát thì thực sự là nó chưa có. Em thì em thấy là anh Phương đã chú ý về cái kỹ thuật hơi nhiều quá. Nên là em thấy là cái cảm xúc ở cái bài này thực sự là nó chưa chạm được vào trong này của em. Khi bước vào top 6, cá nhân của mình kỳ vọng nhiều hơn như vậy. Tại vì trong một cái cuộc thi như thế này, chắc chắn có thể là bạn bật hơn một số bạn khác. Nhưng mà đi ra ngoài thị trường với phong cách biểu diễn như thế này, với chất giọng, cách xử lý như thế này thì không thiếu. Cho nên là nếu mình muốn bước đi tiếp trên con đường âm nhạc thì không phải cái cuộc thi này quán quân hay là không quán quân, mà mình phải tìm ra được một cái gì đó riêng cho mình. Anh có một cái lời nhắn gửi đến hai nữ Oras là từ đầu các bạn đã bảo là không nên vuốt ve các thí sinh bằng những lời ngọt ngào và khen ngợi quá nhiều. Thì đối với Hoàng Phương, một cái thí sinh mà lớn tuổi nhất của chương trình, còn phải nghiêm khắc hơn. Em thì em vẫn cứ thấy là mọi người đang đặt tâm thế quá là khắt khe. Các anh chị đang đứng ở vị trí là đại chúng để đánh giá trên những phần trình diễn của các bạn. Nhưng nói gì thì nói, con mắt của tụi em ngồi đây vẫn là con mắt của những người làm nghề. Và hãy cho phép chàng, xin phép các anh chị hãy đừng có chủ quan quá theo những cái mặc định của mình, mà hãy khách quan hơn một chút xíu. Bởi vì đôi khi những lời nhận xét của các Oras đối với các bạn chỉ làm các bạn lo lắng một hai phần thôi. Nhưng đối với những lời nói của các anh chị ngày hôm nay, nó sẽ có thể ảnh hưởng tới những cái quyết định về con đường sự nghiệp của các bạn sau này. Bởi vì khi mà em mới vào nghề, cũng đã có rất nhiều lần em muốn bỏ nghề vì một vài lời nhận xét hay một vài bài báo. Bởi vì các anh chị không có theo dõi hết tất cả các phòng thi của các bạn từ trước cho đến bây giờ. Tôi không nói là tất cả, nhưng mà một vài người ở đây cũng đã tham gia chấm và theo dõi các thí sinh cũng đã một vài số rồi, chứ không phải là buổi đầu tiên. Trước đây, từ nay hãy gọi tôi là Gentleman. Một phong cách tôi nghĩ là phù hợp hơn, thoải mái hơn, phóng khoáng hơn.
nó không cần phải quá gồng mình lên để thể hiện một điều gì cả. Đấy là điều tôi muốn nói. Xin cảm ơn tất cả những phần nhận xét vừa rồi của mọi người dành cho thí sinh Hoàng Phương. Bây giờ sẽ là lúc Hội Nhà Nghề chúng ta quyết định đưa ra sự bình chọn. Như vậy số điểm bình chọn của thí sinh Hoàng Phương đó chính là 9/15. Xin chúc mừng Hoàng Phương. Năm mươi phần trăm quyền quyết định quán quân nằm trong tay bài. Nhanh tay bình chọn cho quán quân dự án số 1 The Debut 2018 trên ứng dụng TikTok. Hãy theo dõi vòng một mình trên app TikTok nhé. Cổng bình chọn sẽ chính thức mở từ 23 giờ ngày 31 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9. Mọi người đã tải app TikTok chưa nhé? Với app TikTok các bạn có thể xem thêm rất nhiều những video clip vô cùng thú vị của chúng mình trong chương trình. Dự án số 1, các bạn đặc biệt không thể nào lấy được khi theo dõi trên chương trình đâu. Thì hãy theo dõi ID TikTok The Debut gạch dưới 2018. Truy cập ID TikTok The Debut 2018 để theo dõi nhiều clip hơn. Tải app TikTok và bình chọn ngay.